Xin, xin kính chào quý vị. Mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin FBNC hôm nay ngày thứ ba 14 tháng 2 năm 2017. Và trong phần đầu tiên của bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm các thông tin nổi bật nhất sau đây. Hà Nội đề xuất gắn phù hiệu quản lý xe Uber và Grab như xe taxi truyền thống. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu thanh tra các cơ sở bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài. Ngân hàng nhà nước không đồng ý gia hạn gói 30.000 tỷ mà Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đề xuất. vị trước kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Horia cho phép các trường hợp nhận nhà từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 trở đi được tiếp tục giải ngân cho đến hết hợp đồng với gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Thì mới đây trong văn bản trả lời Horia, ngân hàng nhà nước khẳng định là sẽ không gia hạn gói 30.000 tỷ theo như kiến nghị. Tại công văn trả lời, ngân hàng nhà nước cho biết đối với các khoản giải ngân sau ngày 31 tháng 12 2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng về đề nghị ngân hàng nhà nước có cơ chế tính lãi suất cho vay hàng năm trong thời hạn khoảng 15 đến 20 năm cho người mua căn nhà đầu tiên thuộc loại căn hộ vừa túi tiền của Horea. Ngân hàng nhà nước cho biết đối với các khoản vay thuộc các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất về nhà ở theo chỉ đạo của chính phủ, lãi suất cho vay được thực hiện theo quy định của chính phủ và hướng dẫn của ngân hàng nhà nước. Đối với các khoản vay theo cơ chế thương mại, các tổ chức tín dụng thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của các tổ chức tín dụng và khách hàng vay vốn. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016, chương trình đã giải ngân được 29.679 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước, đạt 95% số tiền cam kết cho vay. Số tiền chưa giải ngân hết so với số cam kết cho vay là do khách hàng không còn nhu cầu giải ngân toàn bộ số tiền trên hợp đồng tín dụng, đã bố trí được một phần từ nguồn khác hoặc dự án bị chậm tiến độ. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa cho biết là sẽ đưa loại hình xe chạy hợp đồng với Uber và Grab vào diện quản lý tương tự như xe taxi, bắt đầu bằng biện pháp gắn phù hiệu cho các xe chạy theo diện này. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ áp dụng giải pháp gắn phù hiệu xe hợp đồng cho các loại xe dưới 9 chỗ ngồi như Uber, Grab taxi và một số ứng dụng gọi xe trực tuyến khác vào diện quản lý giống như taxi. Đây là nội dung trong dự báo ban hành quy định điều chỉnh hoạt động phương tiện giao thông đường bộ tại Hà Nội và được sở này gửi đi để lấy ý kiến. Nếu dự thảo này chính thức được áp dụng, các đơn vị sẽ phải tiến hành dán phù hiệu xe hợp đồng, đồng thời tuân thủ các hoạt động điều tiết giao thông giống như taxi tại Hà Nội. Hiện nay có những tuyến đường có lệnh cấm taxi vào giờ cao điểm và dừng đổ đón khách, nhưng các loại xe Uber và Grab vẫn có thể vào đón khách như ô tô riêng. Trước đó Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Grab Việt Nam khi triển khai thí điểm xe hợp đồng điện tử ở thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo các xe tham gia hệ thống Grab dán phù hiệu hợp đồng và logo nhận diện. Và một thông tin nữa cũng liên quan đến xe ô tô. Theo Tổng cục Hải quan, thì trong tháng đầu tiên của năm nay, lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ khu vực ASEAN đã tăng đến 234% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thì ngoài Thái Lan, thì hiện xa hơi của Indonesia cũng đang được nhập khẩu mạnh vào Việt Nam. Lượng xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ khu vực ASEAN trong tháng 1 năm 2017 đạt 3.408 chiếc, chiếm 63% lượng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu của cả nước. Trong đó, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ khu vực ASEAN vào Việt Nam chỉ có xuất xứ từ hai quốc gia là Thái Lan và Indonesia. Đáng chú ý là trong tháng 1 năm 2017, ô tô nhập từ Indonesia vào Việt Nam đạt 1.823 chiếc, tăng gấp 5 lần so với lượng xe cả năm 2016 Việt Nam nhập khẩu từ nước này. Nguyên nhân được các doanh nghiệp ô tô đưa ra là lộ trình thuế nhập khẩu xe ô tô dưới chính chỗ có xuất xứ từ khu vực ASEAN được điều chỉnh giảm từ 40% xuống 30% theo lộ trình cắt giảm thuế tại Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN. Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trong tháng 1 năm 2017, cả nước nhập khẩu gần 7.400 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá 153 triệu đô la Mỹ, tăng 25,5% về lượng và 4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, mặc dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng các ba rê trên vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh được nhiều du khách đánh giá là khiến cho họ cảm thấy an toàn hơn. Sau đây là ghi nhanh từ nhóm phóng viên FBNC. Nhằm ngăn chặn tình trạng nhiều xe máy cố tình leo lên, lên vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi bộ, khu quản lý giao thông đô thị số 1 thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã cho lắp đặt đồng loạt các ba rê trên vỉa hè ở một số tuyến đường thuộc khu vực quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Cụ thể một số tuyến đường như Baxter, Lý Tự Trọng và Nguyễn Minh Kim đã xuất hiện nhiều barê ngăn cách. Hiện giải pháp này gây ra khá nhiều tranh luận khi có không ít ý kiến cho rằng các barrier này có thể gây trở ngại cho những người đi bộ, là người già, phụ nữ mang thai hoặc người khuyết tật. Thậm chí có người cho rằng các barrier thể hiện sự bất lực trong điều tiết giao thông cũng như quy hoạch hạ tầng. Tuy nhiên, theo quan sát của FBNC, việc đi lại các con đường có gắn barê không gặp quá nhiều khó khăn, cho khoảng cách giữa các barrier khá rộng, có thể đủ chỗ cho một chiếc xe lăn đi qua. Gia đình của cô Kim Barker đến từ Hà Lan hiện đang có một tuần du ngoạn tại thành phố Hồ Chí Minh và việc đưa chiếc xe đẩy chở hai thành viên nhỏ trong gia đình qua các bar này được ông bố thực hiện khá dễ dàng. Tôi thấy các bar này cũng thuận tiện, có quá nhiều xe máy và xe đạp ở đây. Họ không chỉ di chuyển trên đường mà còn lấn chiếm vào vỉa hè nữa. Nhiều khi đang đi bộ tôi phải giật mình khi có một chiếc xe máy chạy qua. Với các bar này họ không thể chạy quá nhanh nên tôi thấy khá an toàn hơn khi có những ba thế này tuy nhiên vì khoảng cách giữa các ba khá rộng lại vô tình tạo điều kiện cho một số tay lái có thể dễ dàng vượt qua tại thời điểm chúng tôi thực hiện bài viết này dù không phải là giờ tan ca và đường phố không quá kẹt xe nhưng vẫn có một số người cố tình lan lỗ qua các ba tôi chưa từng thấy những cái ba tương tự ở các nước khác nhưng tôi hiểu lý do tại sao chúng có ở đây vì có quá nhiều xe máy lớn vào phần đường của người đi bộ nó không phải là trở ngại với tôi tôi chỉ không hiểu lý do tại sao chính quyền là đặt các bờ rơi quá xa đến mức xe máy vẫn có thể len lỏi qua họ cần thu hẹp khoảng cách giữa các bờ rơi để bảo vệ người đi bộ với những vị khách trung niên việc di chuyển qua bờ rơi này có thể cần sự chú ý hơn nhưng cũng không quá đến mức khó khăn Quý vị trong chuyên mục con số mỗi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số là 67%. Thưa quý vị, đây là tỷ lệ các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có xu hướng mở rộng kinh doanh trong thời gian tới. Theo số liệu vừa được tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản JETRO, văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh công bố sáng ngày 14 tháng 2. Cũng theo báo cáo của Chetro, thì lý do chính khiến cho các doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam là do doanh thu tăng chiếm 88%. Theo đánh giá của các doanh nghiệp Nhật Bản, nếu so sánh với 15 quốc gia khác về môi trường đầu tư, thì Việt Nam đang đứng ở top 5 các thị trường có quy mô tăng trưởng lớn, top 4 thị trường có tình hình chính trị xã hội ổn định. Tuy nhiên, ngôn ngữ vẫn là điểm hạn chế nhất ở thị trường Việt Nam so với các quốc gia khác. Trong năm 2017 thì các doanh nghiệp Nhật cho rằng việc tăng chi phí nhân công là rủi ro lớn nhất của môi trường đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể thì chi phí nhân công năm 2017 dự kiến sẽ tăng 7% so với năm 2016. Mức độ tăng đã có giảm so với các năm trước nhưng lại đang khiến cho các doanh nghiệp Nhật lo ngại nhất Chuyển đến một thông tin tiếp theo thưa quý vị, liên quan đến con số chúng tôi vừa đề cập, thì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới từ Nhật vào Việt Nam có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Trong khi số dự án thì vẫn giữ đà tăng, chế tru nhận định đa phần các dự án này đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật để tận dụng lợi thế tăng trưởng mạnh của ngành dịch vụ tại Việt Nam. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, năm 2016, Nhật Bản vẫn tiếp tục là quốc gia đứng thứ hai cả về vốn và số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, Cụ thể trong năm 2016, Nhật Bản tiếp tục rót vào Việt Nam hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với năm 2015. Trong đó, chỉ có gần 870 triệu đô là đầu tư đăng ký mới, số còn lại là đăng ký mở rộng. Như vậy, vốn FDI đăng ký mới của Nhật Bản vào Việt Nam vẫn tiếp tục xu hướng giảm từ năm 2012 trở lại đây theo đại diện Jetro. Điều này chủ yếu là do tỷ giá đồng yên trên đô la Mỹ đang giảm. Nhưng đáng chú ý là, mặc dù tổng số vốn đăng ký mới có xu hướng giảm, nhưng số dự án đăng ký mới vẫn có xu hướng tăng. Điều này cho thấy các dự án đầu tư mới từ Nhật Bản tiếp tục chủ yếu đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể, có đến 90% các dự án Nhật Bản đầu tư mới vào Việt Nam trong năm 2016 có quy mô dưới 5 triệu đô la Mỹ. Trong số này có đến gần 71% là dự án có quy mô dưới 1 triệu đô la Mỹ. Và với quy mô này, các doanh nghiệp Nhật Bản đang nhắm đến thị trường hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ của Việt Nam. Trước đây các bà mẹ ở Việt Nam có xu hướng nấu đồ ăn sáng cho con ăn rồi mới đi làm, nhưng hiện nay đã có nhiều kênh như cửa hàng tiện lợi, nơi họ có thể mua bánh mì hoặc các phần cơm chuẩn bị sẵn cho con. Tôi không nói tất cả các bà mẹ sẽ ngừng nấu ăn sáng, nhưng các cửa hàng tiện lợi đã tạo thêm một sự lựa chọn cho họ. Và đầu tư vào hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ chính là xu hướng chính của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam trong năm 2017 và cả những năm tiếp theo. Thực tế khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cũng cho thấy các nhóm doanh nghiệp không thuộc ngành công nghiệp chế tạo có tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi cao nhất trong các nhóm. Cụ thể có 67,5% doanh nghiệp thuộc nhóm phi chế tạo báo cáo có lãi, trong khi tỷ lệ doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam có lãi trung bình là 63%. và cũng liên quan đến lĩnh vực bán lẻ thì mới đây phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo các bộ ngành thanh tra các cơ sở bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện chính phủ cũng đã giao cho các bộ ngành tìm giải pháp tăng cường quản lý thị trường này. Trong văn bản do Văn phòng Chính phủ phát đi mới đây, chính phủ nhìn nhận thị trường bán buôn bán lẻ đang ngày càng phát triển mạnh, được các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước quan tâm. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực nhạy cảm, tác động đến chỉ số giá và tăng trưởng kinh tế, do vậy cần phải có biện pháp quản lý và kiểm soát nhất định việc mở cửa thị trường này cũng phải theo lộ trình theo đánh giá của chính phủ thời gian qua nhiều địa phương chưa thận trọng trong việc cấp phép đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này thời gian tới các bộ ngành địa phương cần rà soát sửa đổi các quy định pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc triển khai thực hiện nhất là đối với việc mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng giao bộ tài chính tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động của các cơ sở bán buôn bán lẻ của nhà đầu tư tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về thuế giá ngăn chặn các hành vi chuyển giá và trốn thuế Thưa quý vị, sau đây sẽ là các thông tin nổi bật trong phần tin châu Á. Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong lại bị triệu tập điều tra nghi án hối lộ. Thành phố Aleppo, Syria nỗ lực phục hồi di sản văn hóa lịch sử hậu chiến tranh.